Hello, xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay là thứ hai ngày mùng 9 tháng 5 năm 2022. Theo một số chuyên gia về chứng khoán tài chính á, thì người ta cho rằng là nước Mỹ đang chuẩn bị bắt đầu vô suy chậm kinh tế. Người Mỹ gọi là recession. Thường thường vào ngày thứ hai á là mình hay đi tới cái siêu thị Costco ở trong Everett. So với lúc trước á, bây giờ rất là vắng. Rất là vắng. So với những cái tuần trước á, thì khách hàng nó rất là vắng vẻ. Quay cho các bạn xem cảnh ở bên trong siêu thị Costco. Với lại ở bên Mỹ bây giờ bị lạm phát đó, giá cả nó cũng hơi cao lắm, có nhiều món hàng giá cả nó cao lắm. Bộ dao nhà bếp mà 130 đô, 130 đô mà mình ra mình tính tiền thuế má rồi luôn á là phải 130 mấy đô. Ở đây người ta trưng kiểu mẫu dao nguyên bộ ở trong nhà bếp, mà dao nhỏ dao lớn rồi vậy đó. Một cái thùng như thế này nè, có cái đồ đựng để gắm dao vô trong đó luôn. Mình nhìn ở trên đây giống như ở đây là cái mẫu nè, cho mình biết khi mà mình ginh cái thùng này á, đây là những cái dao trong đây. Mặc dù khách cũng lai gai, nhưng mà so với những cái tuần lễ trước đây thì rất là vắng vẻ. Ở đây có hai cái dao chặt thịt nè, mà họ bán 50 đô la. Lạm phát á, giá cả nó tăng lên. Cái kệ này để ở nhà mình để trái cây á, kệ sắt nè, ở trong đây có cái hình nè cho mình thấy nè, để trái cây xoài rồi đó. Tủ lạnh, máy giặt. Người Mỹ bây giờ người ta chuộng dùng cái kem đánh răng bằng điện này dữ lắm. Cái lý do mà cái bàn chải đánh răng bằng điện á, nó không có mạnh quá, không có nhẹ quá, nó vừa cái tầm thôi. Còn mà mình dùng cái tay mình đánh răng á, thì có đôi khi á mình đánh nó hơi mạnh, còn không thôi thì mình sợ bị nhẹ quá. Còn cái máy tự động á thì máy tự động, cái bàn chải đánh răng tự động thì nó không có mạnh tay. Đây nè, người ta làm cái kiểu nè cho mình ở nhà đó. Nếu mà mình mua về đó, mình có cái ly này nè,
mình dựng lên làm kiểu sẵn cho mình nhé. Khi nào mà nó bị mòn cái đầu này á, thì mình mua đi vào Walmart đồ này nọ, mình mua cái cây này mình gắn lên. Người Mỹ bây giờ người ta chuộng xài cái này lắm. Theo chuyên gia thì người ta nói là nước Mỹ bắt đầu trong cái giai đoạn mới bắt đầu thôi, suy chậm, bắt đầu, mới bắt đầu thôi. Vì tiếng Mỹ gọi là recession đó, là do bị lạm phát đó, do lạm phát đó. Cái này là cái đồ sạc pin nè, cái bẩn này nè. Sạc được ba cái điện thoại hay là tablet, máy tính bảng gì đó, cái bảng này nè, sạc luôn cái iPod mà gắm lỗ tai nghe đó, cái bựng này nè, mình có điện thoại mình để lên, có cái iPod để lên nè, trong cái hình này nè có cái chữ nè, sạc á, sạc điện thoại á. Mấy cái này để mình treo mấy cái bức tranh lên tường á, mình dán keo lên, dán keo lên rồi cái mình có mấy cái bức tranh á. Đây nè, không phải sao này có cái hướng dẫn nè. Treo mấy cái bức tranh lên. Bữa trước nhà mình có cái ghế này nè, xong cái đứa con trai của mình nó muốn, nó không dùng, nó muốn chống nhà đó, nó tặng cho cơ sinh của nó, em họ của nó. Costco này ở bên quận Everett. Đó, các bạn nhìn không? Tỉnh thoảng các bạn nghe mình dùng cái từ ở bên Mỹ rất là hiện đại. Thật sự bên Mỹ hiện đại lắm. Các bạn thấy đây là cái bàn ngồi làm việc không? Đó, thì bây giờ người ta dùng điện tử bằng điện luôn. Người ta chỉnh nó có cái nút á, chỉnh cái bàn nó đi lên cao, lên thấp hay cao đó. Thì ở đây nè, người ta có cái bảng nè, người ta hướng dẫn mình nè, nó cái cách mà mình dùng điện á nè. Ở đây có nút nè, có nút đầy đủ hết nè đó. Mình mở nguồn, tắt nguồn rồi gì đó, mũi tên đi lên đi xuống vậy đó. Bây giờ mình bấm cái nút này là đó, các bạn thấy nó đang đi xuống nè. Nếu mà mình
làm chủ móng tay á, mình sẽ đặt cái hãng này thiết kế nó hơi hơi nhỏ xuống. Không thôi là mình gửi email, mình yêu cầu họ, mình giải thích cho họ đó. Thường thường á, mình hay dùng cái từ mình không có đi theo số đông. Nếu mà mình mở tiệm nail á, là mình sẽ trang trí những cái thứ mà nó không có giống như các cái tiệm móng tay khác. Đó thì khi nào mà các bạn muốn nâng cái bàn này lên á, các bạn bấm cái nút này nè, ở đây nè nó có cái mũi tên nè. Đó, mình lấy cái tay mình đè đè vô. Nó dùng bằng điện á. Cái đó là cao cao tối đa rồi đó, cao tối đa rồi đó. Có cái dây điện nè, cái dây điện là câu câu vô cái ổ điện đó đó, dùng bằng cái dây điện đó. Bàn này để làm neo còn mà thời buổi này á, người ta dùng bằng điện mặt trời á, mấy cái bóng đèn chẳng hạn như cái đèn này nè, mình ở trước sân nhà của mình á, ở với những cái vùng quê ở trong đây người ta có chân hình ở vùng quê vậy đó. Đó thì mình mua những cái bóng đèn này về mình để với hai cái lối đi, dùng bằng năng lượng mặt trời, nó có đủ kiểu hết đó. Muốn kiểu này hay là kiểu này hay là kiểu này, cái lối mà mình đi vô nhà của mình đó, mình có cái đường đi vô trước cửa nhà của mình đó, đó mình mua những cái này nè, dùng bằng năng lượng mặt trời chẳng hạn như cái kiểu này luôn, không có chạy dây nhợ gì hết á, dùng bằng năng lượng mặt trời. Ở trên đây nè, solar panel, điện mặt trời đó, nó lấy điện vô đó. Còn cái đèn này thì treo ở trước cửa nhà của mình cũng là điện mặt trời luôn. Ở những cái nơi mà vùng quê đó không có ánh nhiều ánh sáng đó đó. Ở đây người ta để sẵn cái mẫu luôn nè. Nó mình muốn mua bao nhiêu cái thì mình mua tùy theo cái lối đi của mình nè. Nó ngắn hay nó dài. Ở đây người ta treo hai cái này á với cái the mood luôn á. Không phải, cái này là cái mẫu thôi. Ở đây họ để nè, một cái thùng có tổng cộng bốn cái đèn này nè, trong mỗi một thùng có bốn cây này á. Bốn cái này giá 200 đô, giá 200 đô. Đó thì người ta có làm cái hình cho mình nè, đó cái hình ở dưới đó đó, cái lối mà mình đi vô nhà của mình đó, nó mình dựng cái đèn đó, nó không có xài bằng dây, bằng nhợ, bằng điện, mà nó xài bằng điện mặt trời, chỉ cần mình gắm dưới cỏ thôi. Thì ở trên đây nè nó có cái điện mặt trời nó hút vô. So với thứ hai mỗi tuần thì vắng. Còn ở đây họ có bán cái nhà cho mình để nhà chứa nè, để đồ đạc đồ. Để
để mình đi xích dưới đây qua mình quay cho các bạn thấy nguyên cái căn đó luôn, cái căn đó đó. Ở ngoài sau sân vườn của mình đó, mình có đất á, mình mua cái này nè để mình chứa đồ cho trọng trọng. 800 đô. Cái nhà đó 800 đô. Ở bên đây cũng có một cái mà cái này vuông. Cái này vuông. Căn này nè, trung bình là 1.000 mấy. Họ làm mẫu cho mình để thấy luôn đó. Có đồ có đạc gì đó. Mình bỏ vô đây. Hôm trước mình có chở hai cái người khách, nam với nữ cặp, người da trắng. Thì mấy cái người đó khoe với mình, nói làm ở bên làm việc cho chính phủ và bên cái ngành nhà xã hội á. Xong cái mình bắt chuyện, mình nói cái mình nói là tại vì chính phủ họ không có muốn giúp đỡ cho người ta có nhà giá rẻ hay là nhà ở miễn phí đồ. Nếu mà chính phủ muốn là được thôi. Ở đây có cái hình mẫu nè, cho mình thấy nè. Để than, để máy, cắt cỏ đồ vậy đó. Đó thì mình nói nếu mà chính phủ bên Boston bang của mình mà cho nhà xã hội cho tất cả mọi người thì làm sao mà người ta bán nhà được. Ý cái cô này nói là cậu muốn binh cho chính phủ, nói chính phủ muốn giúp đỡ người ta nhưng mà chính phủ không có đủ khả năng. Không có đủ khả năng. Mình mới nói là cái gì mà con người ta làm cũng được. Muốn cho là cho, chứ tại vì chính phủ nếu mà cho ai cũng giúp đỡ ai hết á thì giá nhà giá cửa nó đâu có tăng. Xong cái mình mới đưa ra ý kiến, mình nói là mua một miếng đất lớn rồi xây cái nhà nhỏ nhỏ giống mới. Thì mình quay cho các bạn xem cái nhà kho đó. Đó mình để vô đó cho người ta có nhà người ta ở. Xong cái mình mới nói với cái cô đó, mình nói ở bên Nhật Bản đó giá nhà cửa đâu có bao giờ đi lên, từ xưa giờ đi xuống không à, đâu có bây giờ đi lên. Còn về nhà ở xã hội bên Nhật Bản đó, người ta cũng giúp đỡ được cho người dân của người ta. Thì ở bên Mỹ mình muốn làm được thôi. Cổ đổi thừa là không có tiền. Xong cái mình mới nói nội mà tiền chính phủ đổ vô cho ba cái cuộc chiến A Phú Hãng, cuộc chiến Iraq, với lại gần đây nhất là đổ tiền vô Iran. Những cái số tiền đó thôi là mày xây được cả một cái quốc gia, chứ đừng có nói. Thì đến lúc đó thì cậu mới đồng ý, cậu mới dùng cái chữ yes. Cho nên khi mà mình nói chuyện về mà dính líu với chính trị á, mấy cái người cố chấp á, các bạn cho dù nói đúng cỡ nào, đúng perfect, nhưng mà người ta giữ cái quan điểm của người ta sẽ cãi các bạn tới cùng. Đồ hiện đại thông minh không à.
Cái này người ta để đây làm mẫu, người ta bán cái bựng đó là cái massage với cái lòng bàn chân á. Nè, trong cái thùng này có cái hình nè, giá bán là 219 đồng. Mỗi một cái máy này á, là có theo cái cục motor này nè. Ở đây người ta có viết những cái chữ người ta giới thiệu mình đó, giúp cho mấy người bị bệnh tiểu đường đồ này nọ vậy đó, tê chân đau chân đồ vậy đó, đau nói chung là đau toàn thân hết cái máy này á, 220 đồng đó. để mình lên đây mình ngồi đây mình thử coi mình có vừa ý không. Chia sẻ cho các bạn thấy mỗi lần mà mình dùng cái từ hiện đại ở Mỹ hiện đại. Mua hết cái xe này tổng cộng 90 đồng, 89 đồng mấy xu. Cho các bạn xem cái ngày nè. Ngày mùng 9 tháng 5. Giấy lau tay, giấy vệ sinh, chuối, cam, quýt, dừa, khóm, dưa hấu. Bây giờ gia đình chạy xuống nhà hàng ASEAN 99 chợ siêu thị. Ở trong đó có nhà hàng food court đó. Mua hai phần cơm gà Hải Nam, một phần cơm thịt nướng. Mỗi ngày chúng ta ai cũng đều có một ngày 24 tiếng, 24 giờ bằng nhau. Thì mình tìm cách mình sống sao cho nó sung sướng thoải mái. Mới đi vô trong siêu thị 99 ASEAN Market, mua 3 phần cơm, 4 cái bánh cọng, 1 phần chả giò, ly cà phê sữa đá. Tổng cộng hết tiền bo rồi luôn 50 đồng. Sống quá sung sướng vậy mà người ta tối ngày người ta cứ than. Mình không hiểu làm sao mà người ta lại than. Trong khi cứ mỗi giây, mỗi ngày mình dậy mà mình ăn ngon, mặc đẹp, rất là sung sướng. Đời sống ở Mỹ rất là sung sướng.